Vâng, hôm nay em tiếp tục lên cho các bác một siêu phẩm phô 4.600 một cầu các bác nhé. Phô thì đặc chủng của nó là phô Hồng Giấy, Tờ Giấy đó, có mọt đẹp, bánh đôi mà 10/2020 cầu zin, số zin. Còn vỏ thì 16/9/30 mọt. Thứ hai nữa là cốt trời các bác nhé. 140 triệu. 140 triệu các bác. Đấy. 140 triệu. Đấy, thì có lắp có ấy đồng đầy đủ nhá. Đây các bác này. Đó, trời xuống. Đó. Thì bác nào đang cần mọc xịn, mọc to, mà thứ hai nữa là phô 4.600 thì các bác hãy điện thoại cho em 0394 326 198. Đấy, em dẫn các bác xuống. Rồi, đây các bác này. Mọc mọc này rộng bao nhiêu nhỉ? 2m2 à? Mọc rộng bao nhiêu? Rộng 2m2 á. 2m2, rộng 2m2 các bác, rất đẹp. Rộng vũ giao đóng. Tất cả mọi tôn. 4m. 3m dài dài là coi như là 3m8 đến 4m. Vỏ 10/2020. Cầu zin. Số gì? Đấy. Và đây là đằng sau của em nó. Đấy. Và đây là độ chế ở cái trời các bác nhá. Đấy. Có đầy đủ công tắc và đấy. Rồi, số đang ok. Đang đầy đủ. Đấy. Rồi, vỏ thì mọt. 140 triệu cơ trời luôn các bác nhá, có mùi. Đấy. Rất mong các bác nào đang cần hệ thống mà mọc đẹp như thế này. Đấy, vỏ thì đang rất ngon các bác nhá. Đấy, có bứng đàng hoàng và xe dùng để chở đất. Đấy, xe dùng để chở đất. Đấy, đây. Đấy, rất khủng khiếp, mục hết. Đấy, 140 triệu cả trời. Vỏ, cặp vỏ bên này thì đẹp luôn các bác. 10/2020 vỏ mới. Nhưng tiếc rằng cặp vỏ cái thì đi mất các bác nhé. Đấy, và đây là đã bung ra hàng rồi. Nhưng mà cũng ok. Đấy. Rồi, và thứ hai nữa thì đây. Cho các bác coi dưới cầu và vỏ. Đấy, hai tí ben xịn xò luôn. Đấy, cầu đây. Đấy. Đây các bạn, đây vỏ mòn, đây số zin, chữ A zin mòn, nói phú giáo đóng thì chúng ta biết rồi, đây da vuông, đấy và thứ hai nữa là, đây, đây, ok, T7, 4.600 T7. Trở lực trở lại đi. 4.600 T7. Rồi cả 4.600. Đây các bạn nhìn là biết 4.600. Không sửa giá trị là ẩu tả. Của cải thế này là giữ. Không thật chứ gì. T7 các bạn. Chưa biết là nổ máy không, hết bình rồi. Rồi, em thắng hơi đầy đủ hết các bác nhé. Thắng hơi đã kê đầy đủ. Đấy, đồng hồ. Đấy, mọi chi tiết các bác liên hệ 0394 326 198 các bác nhé. Rồi, và cuối cùng thì em hoàn tất cho các bác một siêu phẩm bán đầu cần 140 triệu. Các bác điện thoại cho em 0394 326 198 các bác nhé. Rồi, còn hôm nào các bác nào cần thì em lên và test máy nổ cho các bác. Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bác video sau.